Lau con đây là về nó đi hả? Dạ. Em ăn hả? Lau con dòng cái bò luôn á. Lau. Tình tật cho lá. Em không bị mua. Quá. Con kỳ lắm tao á. Cái gì nè? Nó nhỏ. À. Cái bò bình đẳng. Làm sao mà? Tháng 13 là mà. 13 chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà sẽ thêm thịt cải. Sẽ nhiều thêm không? Sẽ là 75 ngàn. Còn một là thịt cải 12 ngàn, là cái nhỏ. Cái to là 13 ngàn. Còn nhân nhân luôn rồi nhỏ là 17 ngàn, 15 ngàn. Dạ. Ha cứ vậy. Tự gì nó nặng đó, chắc một cọc nó tự nặng. Không, hôm qua anh nặng 3. Hôm qua để chị nhìn thử đã. Chị lo nhìn thử đã. Nặng được chưa rồi đó. Ui. Bình đứa. Thấy mấy chị lo. Nhất không? Mấy bữa trước thì... Thì tự không biết sợ cho nặng được. Chưa chín này chị. Nhưng mà chắc là chị cũng chích nhẹ ra cho em cho anh đứa nhất. Ngày hôm qua em nặng rồi. Chị lên đây em rửa mặt cái sông rồi. Không cần đâu em. Cắt ít nhỏ. Một tiếng đậu là nó một cục cho đá.